theo tháng thì là giờ này ngày hôm nay phải là một cái thứ gì đó thật là tuyệt vời để ghi lại dấu ấn, mà đến giờ vẫn chưa biết làm gì hết nè. Hơi xấu hổ xíu, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ làm được những thứ không giống Mai thôi, chứ bảo làm hoành tráng hơn người thì chịu luôn, chứ không biết làm sao chịu thua. Thôi mà kệ, không sao, IQ cao mà, bản khu chương giờ này còn nhớ thì cái chuyện sáng tạo bay bổng là không có làm khó đâu. Ví dụ 2 × 2 là 5 nè, trời ơi, tiếng bình thường học hồi đó là coi như học kỹ lắm, như là ví dụ mà lớp 3 học là lớp chồi mầm chồi lá là cô đã già cho rồi đó. Rồi bây giờ chờ xíu nha, đừng có hối tôi, đừng có hối tôi, trời biết là trời ơi, người ta đã kêu sắp rồi mà đừng có hối nữa mà. Hối được rồi quýnh quán lên rồi nó khùng nó điên rồi. Bây giờ chờ xíu nè, tôi đưa cái đạo cụ đây nè. Rồi đây, trên tay Khánh bây giờ là đang nhận góc hút, không phải là Khánh đang hút hút nước ngọt hay là Khánh hút không khí, đúng không? Mà bây giờ Khánh sẽ làm một cái vòng kim cô giống như mà là ta Tôn Ngộ Không mà đeo đó, để đội lên đầu đó, xong mình đọc xong mình nhấc đầu đó. Rồi đây đó, để gắn lại đó, mình gắn lại như vậy thủ công trước, xong mình lắp mình lắm ha, mình lấy cái kẹp bấm mình bấm lại ha các bạn ha. Đó, rất là dễ dàng ha, đó đơn giản, có thể rớt và có thể gắn vào bất cứ lúc nào, trời ơi không có sao hết, chuyện hàng thường ngày trong huyện, xây cốt xảy ra là chuyện bình thường. Đó nè, xanh cam được tính xanh đó, mà màu xanh với màu cam mà mình phối lại thì mình trộn lên thành màu xanh. Rồi cho xin cái kẹp đi ạ. À, trời ơi cửa hàng tập quá kế bên, nói một cái không đưa tiền là cũng đưa liền luôn, tại vì xài thẻ hiểu không, cuối tháng cào một lần. Sợ quá nè. Wow, không được rồi, có thể là đã rớt cái kim xuống đất. Vâng, chúng ta thử lại một lần nữa nha các bạn ơi. Vâng, quá tuyệt vời, các bạn vừa nghe cái gì không ạ? Một cái pẹp, đó chính là cái kim đã vừa dính vào cái hút rồi đó. Và chúng ta cứ làm lần lượt như vậy với là những cái ống hút khác nha. Các bạn nhớ cái ống hút sâu vào nhau để nó giữ được một cái sự cố định và thăng bằng ha. Rồi, sau khi chúng ta bấm lại thì chúng ta bỏ mấy cái này ra khỏi nách. Rồi, giữ lại cho tập quán xài tiếp. Đây, rồi chúng ta nhấn lên trên đầu các bạn nha. Rồi, canh để trên đầu được như vậy thì chúng ta bấm dự đoán ngay đây ha. Rồi điểm giao nhau em nha. Đây, rồi trả lại trả lời không mua nha. Rồi, bấm vô bịch bán cho người khác giùm. À chết, phải mua lại chứ. Mua lại cô ơi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, chúng ta tiếp tục kẹo bóng bên nách trái nha các bạn ơi. Rồi đây, bấm lên đây. Rồi đơn giản các bạn nha. Bong bóng là mà bấm rồi là không thổi được nha các bạn ơi. Lần lượt lấy ra thêm một cái bong bóng nữa, chúng ta làm ở bên trái nha các bạn. Rồi bong bóng xanh, ống hút xanh. Trời ơi hợp quá, tông xịt tông. Trời ơi xanh đại dương, xanh biển khơi, xanh bầu trời. Đây màu cam các bạn ơi. Màu cam thì là đại diện cho gọi là cái màu mà chung thủy á. Lần này thì chắc chắn là phải trả cho cô. Cô đang tập quá cái bên rồi. Cô ơi, con trả trời, mặt cô kỳ quá, mặt cô muốn nhìn luôn. Rồi, chúng ta đeo lên. Rồi, cho xin một nét nhạc đi ạ. Đi qua nhà cô tập quá luôn. Kỳ này Khánh awesome định cho mọi người đi Ấn Độ du hí hay sao á ta? Có bạn nào đang tò mò không? Ngồi yên để chờ xem phần tiếp theo nha. Awesome. Welcome back mấy bạn. Mấy bạn thấy thì sao? Thấy Khánh có xuất sắc không? Trời ơi, tiết lộ tí xíu nha. Khánh awesome của các bạn không chỉ có IQ cao ngất trời đâu mà còn có EQ cao bọt ra ngoài trái đất luôn. Ra ngoài giải ngân hà luôn, xa về phía mặt trời, cái nóng quá, cây cháy lụi tàn. Gần cái mặt trời mà hiểu không? Mấy bạn cũng nên trao dồi sáng tạo như Khánh đi. Phải như vậy thì mới xứng tên KHANH. Đó. A to the double V to the E plus. Awesome. Nói vậy thôi chứ nếu mà các bạn mà có thích mấy cái dòng nãy quá thì cứ nó gửi mail cho Khánh awesomeamoc@yan.vn hiểu không? Ngoài việc mà các bạn gửi những cái sản phẩm của các bạn ra thì các bạn cũng nên gửi những cái đơn đặt hàng về cho Khánh hiểu không? Khánh sẽ ship free ship với 10 món trở lên ha. Thì các bạn có lên Facebook của Duy Khánh Nguyễn, các bạn có thể là search cô cháu Khánh, ship hàng toàn quốc luôn. Rồi có thể như bạn nào bên Mỹ thì các bạn cứ chuyển khoản trước cho Khánh, sẽ gửi số tài khoản lên cho các bạn, sau các bạn chuyển khoản xong là Khánh sẽ giao tận nơi cho các bạn luôn nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thiệt là awesome. Nhảy múa hát hò như mọi lần, có thể là Khánh awesome không giỏi nhưng mà chỉ là không giỏi thôi nha, chứ không phải là quá tệ đâu nha. Nhưng mà về trí thông minh thì hơi bị tuyệt vời. Nên là ngày hôm nay Khánh sẽ đem đến cho các bạn những cái sáng chế không thể nào chơi được mà cũng không thể nào ganh tị được. Thôi, ganh thì sao được mà ganh. Ganh là phải ngưỡng mộ chứ đúng không? Khánh là người mang đến cho các bạn những điều tuyệt vời trong cuộc sống mà. Trời ơi, như có bạn nào đó, tự nhiên chế được nguyên một con mèo mái luôn đó, giống như Doraemon vậy đó.
toàn là sắt, rồi nối sắt, rồi điện nối điện, mà con mèo mái mà nó nhảy lắc lông lắc nhìn nè, trời ơi nó dữ kỳ lắm. Ê mà nó nghe nè, giống như con ngựa hơn ha. Mà thật con mèo hay con ngựa gì cũng kệ đi, mèo ngựa ngựa mèo thì con gì cũng được đúng không? Thì nó lai với nhau thì nó thành một cái sản phẩm hoàn hảo hoàn chỉnh thôi là được rồi. Cướp hà, các bạn thấy cánh cầm hai cái gì không? Hai cái là hai cái quạt, không phải là hai cái chồng chống. Hai cái quạt, nhắc lại là hai cái quạt. Khánh mới vừa được người yêu bí ẩn tặng đó, ghê chưa? Tại sao được hồi quá tự làm tự tặng? Cái gì tự nhiên lờn hò hét, chê bai mạt sát người ta? Tự nhiên thì ý tôi nói tôi có người yêu chứ gì? Mệt ghê nè, tôi nói mấy bạn biết không hả? Mấy bạn biết mà mấy cái quạt mà để làm gì không? Trời ơi, quạt nè, để chân nè, để quạt nè, để làm trang sức nè, đúng không? Có những người ta quý tộc, người ta kêu sang, người ta che lại như vậy, người ta để một phần đôi mắt ra như vậy thôi nè. Đó, trời ơi. Còn hôm nay, Khánh sẽ cho các bạn thấy một cái tác dụng khác của quạt. Coi đi rồi biết. Đừng bất ngờ. Bay lên trên bầu trời rồi, dễ dành lại bay lên, bay lên, bay. Hơi mệt rồi. Thật bỏ thì thật mình ghê luôn á. Từ từ là cảm thấy các bạn nó phải có tác động từ gió rồi từ thiên nhiên để mình bay lên chứ, bay lên tận trời xanh đó. Gặp chị hàng chú cuội đó, tại vì sắp trung thu rồi. Thì bực mình quá. Sao người ta cũng xài mà người ta bay được còn mình không bay được. Thật, gọi điện đặt vé máy bay, mai bay. Đó, này là Gomisa nhé. Đây là thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 10 rồi. Nhớ lắm quên sao được. Ồ sầm thân yêu ơi. Đó, trời thích quá. Hát luôn đó. Trời ơi, đây nè, đây là mấy con gấu mà má Khánh tặng cho Khánh đó. Trời ơi, nhấn mạnh là má tặng. Má tặng. Trời ơi, nhớ nha, cái này là má tặng đó. Thích gấu bông lắm, thực ra là Khánh rất là man, đúng không? Mình thích, nó dễ thương, mình thích thôi. Biết sao không? Nhà Khánh cũng có robot, siêu nhân robot đàng hoàng. Trời ơi, mà đánh nhau, phải không? Cầm in một cái, nó bể nát luôn, tan tành luôn. Bây giờ đâu có chơi được nữa đâu. Thôi bây giờ chơi gấu cho đỡ hao. Trời ơi, đây nè, dễ thương không? Ê, chào bạn. Chào bạn. Bạn đang làm gì đó? Sao tự ở trên ngực của bạn có chữ awesome dưới thỏa thích vậy? Đây là tại vì cô biên tập gắn cho mình á, chứ mình biết nhát nữa, không biết cô che cái gì nữa. Kệ cổ đi ha. Rồi hai con đánh nhau. Kể từ đó hai con đã tử vong, không một con nào sống. Dù đã cố gắng cứu tụi nó, bởi vậy chơi cái gì cũng hao hết. Nhưng mà cái này nó không có bể, mình để qua ngày mai mình tưởng tượng nó sống với mình chơi tiếp, hiểu không? Chung là người ta ai cũng có robot ru ơ đánh nhau, còn mình hả, mình sọt dưa vậy á, mình hả đã vậy mình chơi gấu bông. Còn tại vì robot của người ta chất quá đó, nên là bây giờ mà lấy mấy con siêu nhân bình thường của mình chơi á thì tủi thân lắm. Toàn là robot to, robot nhỏ. Vậy thì khách mời vào nhà awesome kỳ này có phải là ai đó sáng chế được robot không ta? Hay là mình chờ đón xem nha các bạn. Awesome. Khánh ơi, đang làm gì vậy? Đang vẽ mấy mạch điện để cho sắp tới gia đình sửa chữa. Cái này là mạch điện hả Khánh?
Ừ, cái này là mạch điện đó, cái mạch tại vì vẽ từ bút đen là chắc chắn là mạch điện, còn chừng nào mình vẽ bằng bút đỏ là mạch máu ha. Ủa mà sao giờ có gì không? Ngồi ngồi bình tĩnh rồi nói. Là sao Khánh vẽ không đúng hả? Khánh vẽ sai rồi trời, đây không phải mạch điện. Trời ơi, Khánh phải vẽ như này 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 nè. Có thể vẽ thêm một cái điện trở nữa. Mạch điện thôi mà, design điện giật thôi có gì đâu. Cái này chia hai cực dương đây nè, đây là cực dương, còn đây là cực âm cực dương. À vậy hả? Như thế mới đúng đó. Cảm ơn các bạn ở đâu sao các bạn biết mấy cái này? À xin chào Khánh, tụi mình là đến từ câu lạc bộ khoa học sáng tạo trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Thì đi ngang qua thì thấy Khánh vẽ này thì tụi mình thắc mắc quá. Rồi mới đi ngang qua thôi luôn hả? Mới đi ngang qua. Rồi đi ngang qua phố, sẵn ngồi đây luôn đi, coi như làm khách mời cho chương trình awesome tập này luôn đi. Giới thiệu tên liền, đây mời bạn. Mình là Trường Hội Minh Đức và đây là mình tên là Võ Đức Nguyên, học lớp 10 chuyên lý 1. Thì tụi mình đều đến từ câu lạc bộ khoa học sáng tạo trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Khó chứ lần đầu tiên thì bao nhiêu máy quay chứ? Không biết là các bạn tại sao lại vô cái câu lạc bộ khoa học này? Trường mình có rất nhiều câu lạc bộ hay và thú vị, nhưng tụi mình có niềm đam mê khoa học và thích tự sáng chế nên tụi mình tham gia câu lạc bộ ở chung, được chia sẻ học tập với các anh chị, áp dụng các kiến thức khô khan vào các bài thực tế. Có nghĩa là mình trước khi mình vào câu lạc bộ này mình có một cái niềm đam mê tự sáng chế một cái gì đó đúng không? Không biết ở nhà bạn có hay tự sáng chế cái gì không? Nếu mà tự sáng chế thì không, nhưng mà tham khảo các dự án hay trên mạng và mình tự sáng tạo. Ở nhà mình cũng rất là quậy, mình hay lấy quạt rồi lấy đồ điện của mẹ ra quạt. Đến bây giờ nhà vẫn còn nguyên đúng không? Tại vì lo, tại vì thấy lấy hộp quạt với điện là hơi sợ thôi. Các bạn có thể chia sẻ cho Khánh cũng như là các bạn khán giả của Awesome biết được là trong cái câu lạc bộ của các bạn có những cái dự án thí nghiệm nào mà thường xuyên không? Câu lạc bộ của mình nhiều các thí nghiệm vui như là các lớp điện tử vui nhỏ nhỏ, hoặc là lớp bắn tên ở nước, làm kính thiên văn và cái máy bay mô hình. Hay quá, kính thiên văn là mình coi được ở trên trời á hả? Có cái đó không? Thậm chí thì tụi mình đã từng quay được mặt trăng trên bề mặt mặt trăng cận luôn bằng kính thiên văn tụi mình handmade. Tự làm hả? Yeah. Rồi hay quá vậy. Và thì câu lạc bộ mình năm nay còn có mở ra một cái lĩnh vực mới cực kỳ hay luôn. Lĩnh vực gì á? Là Lego Robotics. Touched by you. If you want to do, tell me the truth. All I want to do is be touched by you. And if you want it to, just touch me. Là sao mình lắp ghép á hả? Chứ là mình sẽ sử dụng những cái mảnh ghép của Lego đưa cho mình lắp thành những con robot. Nó phải chạy được và nó phải hoàn thành những cái thử thách mà. Trời ơi, vậy hả? Dạ. Nó nói được không? Vậy được luôn. Nếu nó có thể chơi piano luôn. Hay vậy hả? Mốt tôi vô Lê Hồng Phong học đó. Ừ. Trong cái quá trình mà mình nghiên cứu về khoa học vật lý này nọ thì có bao giờ mình gặp sự cố mà ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của trường, với lại là mình bị cháy mặt hay bị đen mặt? Khánh thấy trong phim đang thí nghiệm là bùng cái đen mặt rồi tóc dựng luôn, có bao giờ gặp những cái trường hợp đó chưa? Làm khoa học mà không thất bại thì mới là lạ. Chứ thiệt hại hơi bị nhiều. Thì có một lần mà câu lạc bộ tụi mình tổ chức bắn tên lửa nước, nó có một đội suýt làm mẻ một phần của tượng cụ Lê Hồng Phong ngay tại trường. Trời ơi, rồi còn có sao không? Tất nhiên là có hồi lần nói thì tụi mình rời đến tận gáy luôn. Nhưng mà cũng phải thông cảm cho các bạn là thật sự là cái sự đam mê là cái niềm gọi là các bạn tò mò, các bạn học hỏi thì đông ra thì nó gặp những cái sơ suất hay là những cái thất bại chuyện bình thường. Trước giờ là những cái dự án thí nghiệm của các bạn là ai tạo ra? Các bạn tự mày mò, tự xem lên mạng rồi về làm hay là như thế nào? Chủ yếu thì tụi mình tham khảo trên mạng, các trang Instructable rất là vô ích. Còn dự án mình nghĩ lớn nhất thì dựa trên hình tượng Travis trong phim Iron Man, thì anh đã tự tạo cho một con Travis cho riêng mình. Chứ mình nói chuyện với nó rồi, bây giờ mình chào nó chào lại mình hả? Sao không chào? Mình hỏi nó thời tiết ngày hôm nay là gì nó cũng nói cho mình biết luôn hả? Ừ, tất nhiên rồi. Wow, giỏi quá. Rồi có bao giờ các bạn nghĩ là các bạn sẽ tự tạo ra một cái con trợ lý riêng cho mình không? Nếu như mình sẽ kiếm một người thật chứ không có làm trợ lý ảo. Nhưng mà giờ trong tương lai bạn có một cái dự định nào mà bạn sẽ nghiên cứu mà đến bây giờ bạn vẫn đang ấp ủ không? Hai tụi mình thì
đang có một nghiên cứu về dự án thì tụi mình mới bắt đầu làm thôi. Mục đích là giải quyết kẹt xe bằng sóng điện thoại. Chắc là tụi mình sẽ dùng chủ yếu về phần điện, mạch điện thu nhận sóng điện thoại của người tham gia giao thông, rồi sẽ lập trình xử lý, điều chỉnh đèn giao thông cho hợp lý, giải quyết kẹt xe nhanh nhất có thể. Trời ơi, hay quá. Hy vọng là cái dự án trong tương lai của hai bạn sẽ sớm thành hiện thực luôn. Và Khánh sẽ ủng hộ các bạn hết mình. À, bây giờ tạm khế kết là cái vấn đề mà hỏi đáp đi ha. Bây giờ các bạn sẵn tới Awesome, các bạn có mang cái trò chơi gì mà thú vị về cái khoa học, về mấy cái mô hình này nọ không? Chỉ với Khánh này. Mình sẽ cho Khánh đua xe nha. Đua xe gì? Mình sẽ đua xe điều khiển. Điều khiển rồi đua đâu? Đua đây luôn hả? Đua đây luôn. Đem ra cho Khánh. Nhưng mà mình phải làm. Mình phải tự làm luôn. Mình thấy mình phải tự làm với tụi mình. À, muốn ăn phải lăn vào bếp hả? Ok thôi, sẵn gặp các bạn, nhờ các bạn Khánh cũng sẽ biết thêm cách chế tạo đua xe điều khiển. Rồi, bắt đầu. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn Khánh cùng làm với tụi mình. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng hai bạn trẻ của chúng ta vượt chướng ngại vật ha. Rồi con sẵn sàng chưa? Are you ready? Start. Rồi đi nào. Vâng, và bây giờ chúng tôi đang cố gắng vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. Vâng, đi tí xíu nữa, lên tí xíu nữa. Đúng rồi, quẹo qua bên trái. Biết bên trái là bên nào không? Bên trái là bên không có cầm bút. Đúng rồi, nhích lên tí xíu nào. Coi chừng đụng chướng ngại vật thứ ba. Vâng, rất nguy hiểm, mấy tí xíu nữa chúng tôi đã đụng rồi. Rồi, chúng ta đã vượt qua được ba chướng ngại vật. Rồi, cố lên nào, chướng ngại vật thứ tư có vẻ là ra khá là khó khăn. Lên nào, rồi, quá dễ dàng. Chướng ngại vật thứ năm cũng đã gần vượt qua. Vâng, và chúng ta đang đến đích. Vâng, và yeah! Thắng đây rồi, vượt qua chướng ngại vật đây. Cái này là đang chơi là ai đụng được nhiều chướng ngại vật nhất là người đó thắng chứ bộ. Đó, nè, đụng nè, đụng đi con. Yeah! Trời ơi, mang đi luôn, mang đi xa, con mang đi xa. Đó, kìa. Trời ơi, chết là chơi khó khăn quá, phải tập, phải có nhiều thời gian để tập thôi các bạn ơi. Thôi bây giờ các bạn đi đâu chơi đi, các bạn nhớ đừng quên đồng mail của chương trình awesomeamoc@vn nha. Còn bây giờ là Duy Khánh cũng như là Minh Đức và Đức Nguyên. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại. Alo, ngồi chờ Khánh nha, đừng đi đâu hết, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn đó. Awesome. Xin chào các bạn đã quay trở lại với A to the B, V to the E, Blossom, Awesome. Sau khi mà giao lưu với bạn đến từ câu lạc bộ khoa học thì tự nhiên Khánh thấy thích quá luôn, phấn khích quá luôn. Tự nhiên mình ước gì mà được trở lại ngày còn bé. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì Khánh gặp chú bảo vệ để chú đánh bẹt. Đó là tiếng đánh đó các bạn. Nói mới nhớ, mấy bạn khán giả của Khánh đi học được vài tuần rồi có gì vui thú vị không? Kể cho Khánh nghe coi. Hồi đó đi học là Khánh thích soi lắm nha. Người ta hình niềm vui đi học là được khoe những cái mới, như là giày mới, cặp mới, nón mới, quần áo mới, đủ thứ hết. Khánh cũng vậy luôn. Sau đó Khánh chụp những khoảnh khắc ở lại, rồi những khoảnh khắc không giống ai nè, gửi về Facebook của Danh Vai để dự thi tranh quà hấp dẫn hàng tuần đó. À mà Khánh soi hay lắm nha, kiểu như là Rồi con cảm ơn chú. Rồi chú đi giùm con nha. Dạ rồi. Nào mới đã tới chợ nghe lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Cái góc cũng mới, hai màu, màu đỏ và xanh lá. Và mình chụp một tấm, à quên để camera sao. Lại nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoa của cô hiệu trưởng mới được chồng tặng, chắc cô vui lắm. Trời ơi, đã quá. Trời ơi, đói bụng quá. Trời ơi, thiệt ra là ngoài ngoài đời đó thì tụi con rắn thiệt là nó thấy rồi nó chạy thôi đúng không? Còn Khánh thì có Khánh có đụng vô con rắn nước thôi, chứ đâu có dám đụng mấy con rắn này, nó ui sợ chết luôn á. Lúc đó là lo chạy luôn chứ chụp hình thì được đó. Thank you.
vậy? Thì con hiểu mà mẹ. Dạ 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 dạ. Thôi được rồi, để con về con nói ba cho. Dạ 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 dạ. Thôi mẹ đừng có buồn nữa, mẹ buồn mấy con mẹ khóc ghê lắm, con sợ lắm. Mỗi lần mẹ khóc con sợ lắm luôn, cái mặt mẹ sưng húp lên á. Thôi 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 thôi, mẹ đừng có khóc nữa. Rồi con nói rồi, để con về con nói ba cho. Thì ba cái tính cái tật vậy thì mẹ biết rồi, thì mẹ cưới ba bao nhiêu lâu nay mẹ phải thông cảm đi chứ. Trời thôi thôi thôi, trời ơi, con càng nói mẹ càng khóc, con sợ quá nè. Đừng có khóc nữa, mẹ khóc ghê lắm, con sợ lắm. Mẹ cứ cười đi. Có mẹ đẹp nhất khi mẹ cười và xin chưa quên lời con. Đừng để phút mất tuổi xanh. Tuổi xanh là để cười, để hạnh phúc, không phải là để khóc vậy nữa. Rồi rồi thôi. Trời ơi, trời, thôi bởi vậy. Đúng như các bạn thấy không, đang trong một cái cơ chế sau những cái điều mà không giống ai, tự nhiên thấy gia đình thấy không, gặp chuyện rồi nè. Đó, bây giờ Khánh phải về Khánh giải quyết cho ba mẹ liền nè. Cãi nhau, người lớn bởi vì mệt lắm. Thôi mấy bạn coi clip sau đây để hiểu được hoàn cảnh gia đình Khánh nha. Rồi cũng đừng quên gửi về hộp mail osamamokdan.vn nha. Bây giờ đi liền nè. Vào! Ôi, nghe được câu thế không bà? Vào, vào! Trời ơi, anh ơi! Anh ơi, con khóc tim tái mặt mày mà sao không vỗ con vậy? Đâu có đâu, đang cụ vỗ đá banh nha. Vào, vào! Ôi, trời ơi, vào! Khổ quá vậy nè! Anh mà vào tí nữa là tôi xuống, tôi tử liền cho anh coi đó! Anh không phải để ý đâu mà tại vì anh đang có... Vào rồi, mọi vào rồi! Vào rồi! Anh bận... Anh có biết bữa nay là ngày gì không? Em cũng biết nữa hả? Cắm bông luôn. À, bữa nay em cắm bông ăn mừng ngày Bồ Đào Nha thắng Bungary 3-0 đúng không? Cái gì vậy? Trời ơi! Trời ơi! Khổ quá mà trời ơi! Là trời ông ngói xuống đây coi đi. Trời ơi! Cái nhà còn cái gì nữa không? Hồi xưa đó bà nói là quá phải. Cái gì vậy? Kiểu gì vậy? Trời đất ơi, bây giờ còn đá nữa, trời ơi. Ông. Nè, hồi xưa trời đó bà nói đó là cưới nhau về đó rồi xuống. Trời ơi, nó xuống vô trong mặt thằng kia rồi, thiệt tình nè. Trời ơi, bây giờ ông còn đá mới xuống nữa. Trời ơi, ông nhìn đi, ông nhìn cái nhà còn cái gì nữa không? Ông bán luôn cái nhà này luôn đi. Thì theo ý của bà hồi xưa là nó lấy nhau về đó, một túp liều chanh, hai quả tim vàng. Bây giờ đúng ý bà rồi, bà đòi cái gì nữa? Trời ơi!